Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái series về Adobe After Effects CS6 của Thư viện Lập trình. Đây là video số 4 trong cái loạt chủ đề này. Trong cái video đầu tiên tôi đã giới thiệu với các bạn cái cách để làm việc với cái cửa sổ của After Effects cũng như ý nghĩa của các cái panel ở trên đây. Cái video thứ hai tôi đã chỉ các bạn cách để thêm các cái hiệu ứng lên trên các cái item của chúng ta, tức là các cái layer. Và cái video thứ ba khá là quan trọng là tôi đã chỉ các bạn một phương pháp tách nền sử dụng keylight và mặt nạ để tạo ra được một cái sản phẩm như cái video ví dụ này. Và trong cái video số 4 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng mới và cũng rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong việc sử dụng After Effects để mà thiết kế cái video theo ý bạn. Đó là chính là cái khái niệm về animation. Thì animation có nghĩa là sao? Khi các bạn dịch cái từ animation này ra tiếng Việt á, các bạn thường hay nó có nghĩa là chuyển động, nhưng mà chuyển động đây không có nghĩa là không phải là kiểu mà chúng ta di chuyển gọi là chuyển động. Đây là chuyển động, nó chính là sự thay đổi theo thời gian. Animation tức là sự hoạt hình á, tức là sự thay đổi theo thời gian. Cụ thể á, ở trong After Effects này á, animation có nghĩa là các bạn đặt một khoảng thời gian bắt đầu và một thời gian kết thúc của một cái chuyện, của một cái việc thay đổi. Thay đổi ở đây có thể là chuyển động. Chuyển động đây chỉ đơn giản là thay đổi tọa độ của nó thôi. Tôi lấy ví dụ như chúng ta có một cái thuật ở trong cái video keylight này. Ok, chúng ta có rất là nhiều cái thuộc tính ở đây, và mỗi một cái nhóm thuộc tính đây á, okay. Đây những cái phần mà giá trị này nè, tất cả những phần giá trị mà các bạn có thể thay đổi được thì nó đều có thể đặt một cái animation lên trên nó. Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt một cái điểm đầu với một cái giá trị này và cái điểm cuối với cái giá trị khác, và khi chúng ta chạy cái video á, nó sẽ thay đổi cái giá trị đó từ từ theo cái khoảng thời gian mà chúng ta thay đổi. Thì cái điểm đầu và cái điểm cuối ở đây á, là nó về mặt thời gian trên cái video. Ok, mà chúng ta gọi hai cái điểm đó là một cái keyframe. Các bạn chú ý, cái một cái keyframe nghĩa là có một cái key, từ cái key này sang cái key kia nó sẽ thay đổi từ giá trị này sang giá trị kia, và cái thứ thay đổi ở đây chính là những cái giá trị này. Tất cả những cái thuộc tính mà nó có cái biểu tượng cái đồng hồ nho nhỏ ở bên trái nó này là đều có thể đặt một cái animation cho nó cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ thực tế để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Là tôi sẽ không có thao tác với cái composition này nữa, mà tôi sẽ tạo ra một cái composition mới hoàn toàn luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ tạm tắt cái composition này đi. Ok, tôi tắt ra. Bây giờ tôi sẽ lít chìa khóa, tôi chọn New Composition Animation Example. Ở đây tôi để thông số theo chuẩn 720 dB, 25 gram hình trên giây như chúng ta nhìn thấy đây. Và tôi cho thời gian bắt độ dài của cái video này tùy chỉnh vào khoảng dường như tôi muốn video này cách kéo dài khoảng 15 giây. Bây giờ tôi cho nó là 20 hoặc 30 giây, 15 giây thôi. Giống như chúng ta làm một cái video quảng cáo vậy, chỉ kéo dài khoảng 15 giây. Ok, ở đây chúng ta mới tạo ra một cái composition mới tên là Animation Example. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ import một số file hình ảnh tôi đã chuẩn bị trước vào từ một feature này. Thì đây tôi đã chuẩn bị trước một cái 6 cái tấm hình này. Tôi sẽ di chuyển nó trực tiếp vào trong cái feature này luôn. Đấy, và chúng ta có được 6 tấm hình vào trong đây. Okay. Mục đích là tôi sẽ làm một cái hiệu ứng giống như cái slide trình chiếu cái hình ảnh và chuyển động như thế nào, và cái hiệu ứng nó như thế nào là do các bạn tùy chỉnh. Ở đây là tôi chỉ muốn ví dụ với các bạn về animation thôi, chứ không phải ý nghĩa rằng cái đây là cái cách để các bạn làm slide hình đẹp hay như đẹp hay không, còn do cái ý tưởng của các bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm làm video slide hình ảnh từ các cái file hình ảnh có sẵn như là GoSoron, GoSo, GoShader gì đó, nó sẽ đẹp hơn. Hay thật ra những cái plugin đó, nó chúng ta đều có thể làm được tương tự như vậy với cái After Effects này. Với cái, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bằng cái cặp hình ảnh đầu tiên là Image 1 và Image 1 2. Ok, tôi sẽ thảy nó vào cho cái này, và tôi sẽ tạm
tắt cái email số 2 này, tôi sẽ thao tác với email số 1. Bây giờ tôi có cái ý tưởng đó chính là cái sorry, tôi sẽ kéo cái tấm hình này nhỏ lại. Ok, kéo nó nhỏ lại cho vừa cái khung hình. Tôi cố tình đặt nó sát sang bên trái này, sát máy luôn. Ok, rồi như vậy. Thì các bạn chú ý ở đây, chúng ta có một cái thuộc tính là position, chính là cái vị trí của nó. Giả dụ như chúng ta thay đổi này, các bạn nhìn thấy nó như cái hình ảnh nó thay đổi theo. Đấy, chúng ta có hai cái tọa độ X và Y, như các bạn nhìn thấy đây. Hoặc là các bạn thay đổi nó sẽ di chuyển. Ở đây tôi sẽ cố tình là tôi đặt vị trí ban đầu nó nằm chỗ này. Ok, các bạn chú ý nha, vị trí ban đầu nằm chỗ này và cái đầu đọc của chúng ta nằm ở đầu cái video này. Sau đó tôi bấm vào cái đồng hồ này. Đây, các bạn nhìn thấy ở bên đây nè, ngay trên cái chỗ này, nó tạo ra một cái nốt. Cái nốt đây là cái key frame, là cái điểm bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái điểm kết thúc cho cái hiệu ứng này. Là tôi sẽ muốn nó di chuyển từ đây vào trong đủ vô cái chính giữa của tấm hình này vào khoảng 2 giây. Ok, từ đây tới đây vào khoảng 2 giây. Tại cái thời điểm này, ok, tôi sẽ di chuyển cái phần cái tọa độ mà X đó vào. Ok, các bạn cứ cầm nắm di chuyển tới cái vị trí mà các bạn muốn. Ở đây tôi dùng cái chỗ này tôi kéo là để đảm bảo rằng nó thẳng hàng để cho nó đẹp. Hoặc là nếu chỉ làm ví dụ thôi thì cũng không quan trọng tới chuyện này. Ok, giả dụ tới vị trí này thôi. Từ tại cái vị trí này tôi sẽ tạo ra một cái key game, cái hiệu ứng khác. Đó là cái hiệu ứng cái opacity. Đây, tôi sẽ đặt một cái key game bắt đầu tại chỗ này. Các bạn chú ý nha, cái key game của cái opacity này nó bắt đầu tại chỗ này. Ok, sau đó khoảng 1 giây, tức là tới giây thứ 3. Đấy, tại cái thời điểm opacity giây thứ 3 này á. Tôi cho nó giảm về tới bằng 0 luôn. Xin lỗi các bạn, cái điểm này nó phải bằng ở đây. Okay. Giờ tôi sẽ xem lại cái hiệu ứng này bằng cách các bạn di chuyển đây. 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 Okay. Mục đích của tôi là khi nó di chuyển gần ra tới đây rồi thì nó sẽ bị mờ dần cho tới bằng 0. Và cái điểm bắt đầu mờ dần đây nè, tôi sẽ làm một cái việc khác. Đây. Ok. Bây giờ tôi sẽ mở cái tấm hình thứ hai. Đây, tôi scale nó lại. Vừa đúng bằng cái size của cái hình thứ nhất. Chúng ta sẽ xem cái hình thứ nhất cái độ keo của nó là bao nhiêu, 42%. Rồi tôi sẽ chỉnh cái hình số 2 cũng 42% mà nhầm, 37%. Ok, như vậy là 37. Giờ là tỷ lệ nó không đúng nhau rồi, đó là 40. 41. Rồi, ok, tương đối thôi. Rồi tôi sẽ đặt cái vị trí bắt đầu của cái tấm ảnh này ngay trong cái thời điểm mà cái rồi đây, ngay trong cái thời điểm này, thời điểm mà cái hình này nó bắt đầu nó mờ đi. Ok, đặt cái vị trí nó đúng bằng như vậy. Rồi, tại đây tôi sẽ đặt cái opacity của nó là bằng 0. Ê, xin lỗi các bạn. Các bạn chú ý đây là các bạn nhìn kỹ các bạn đang thao tác với cái laser nào nha, kẻo bị nhầm chết người. Chúng ta đang chọn cái laser số 2 này. Rồi, để chính xác. Chúng ta kéo opacity về bằng 0 tại cái thời điểm này. Và chúng ta đặt một cái keygame cho nó. Ok.
Ok. Sau đó cái position này chúng ta cũng đặt một cái key game tại chỗ này luôn. Tức là nó sẽ bắt đầu thể hiện tại chỗ này. Rồi. Ok, bây giờ tôi tạm thời kéo này lên một tí mà cho các bạn dễ nhìn và dễ theo dõi. Đây. Các bạn chú ý đây chúng ta có hai cái điểm khác nhau, là cái phần phía trên này là của cái layer 1, cái phần phía dưới này là của cái layer 2. Ở đây chúng ta có hai cái điểm key game này ở đây, và chúng ta di chuyển cái tọa độ vào trong đây. Đấy, lúc này thì cái ảnh thứ nhất nó vừa mắt 100% luôn, và sau đó chúng ta di chuyển cái position của cái ảnh thứ hai này vào đúng bằng cái tọa độ của thằng ảnh thứ nhất. Tôi xem tọa độ ảnh thứ nhất là -713. -248 đây trả lại là số dương. Ok, miễn sao là -248 248 ra nhiêu. Để xem hai ảnh này. Ok. Và sau đó cái phần opacity này tôi kéo lên là 100%. Đây, thì các bạn thấy là nó tạo ra hai cái key game như thế này. Và bây giờ tôi xem lại nha. Hiệu ứng của tôi là đấy. Rồi. Ok, sau khi đã ra được như thế này rồi, tôi sẽ kéo thêm vào khoảng dây số 5. Vào khoảng dây số 5. Và tôi sẽ thay đổi cái thông số này một lần nữa. Sau khi nó hiện ra rồi á, nó sẽ chạy qua đây. Đấy, như vậy. À, tôi muốn cái việc này nó nằm ở dây số 5 hay dây số 7, tức là diễn ra cho nó dây số 5 hay số 6 đi, để diễn ra cho nó chậm một chút. Và chúng ta có thể cắm và kéo di chuyển cái key game này tới đây. À, lúc này nếu chúng ta xem lại thì sẽ nhìn thấy như thế này. Đấy, di chuyển qua đây. Ok, sau đó tại cái vị trí này đây, tôi lại thay đổi cái thông số này. Không, sau đó một giây tức là khoảng giây số 7 tôi lại thay đổi thông số này lần nữa, cho nó quẹo vô trong đây luôn đây. Và tôi cũng thay đổi thông số này luôn là cho nó giảm xuống còn không. Một mục tiêu của tôi là gì, cái tấm hình gốc đó, nó xuất hiện, khi nó xuất hiện đủ nó sẽ thay thế bằng cái hình đã chỉnh sửa và là chạy một cái hiệu ứng mà dàn cho tới không. Tại cái vị trí này, tại vị trí này đây, tôi sẽ đặt cái opacity này lên 100% để cho đảm bảo là từ cái key game này sang key game này nó hiện đều đủ, từ đây nó mới ẩn đi. Đây, các bạn nhìn thấy nè, tới đây bắt đầu mờ dần đi và ảnh kia hiện dần lên, di chuyển qua tới vị trí bên đây mờ dần đi một dần. Đấy, mục đích của chúng ta là như vậy. Chúng ta đã làm xong được một cái bộ. Ở đây chúng ta có tới ba bộ khác nhau. Đấy, cái việc khó của chúng ta là chúng ta thao tác làm sao cho nó hợp lý ở ba bộ khác nhau. Hợp lý ở đây là khi cái hình này nó hiện ra như nó đang di chuyển như thế này rồi, thì tại cái vị trí này, tại cái vị trí bắt đầu này á, thì chúng ta sẽ cái hình tiếp theo nó sẽ chạy vô. Bạn chú ý nha, tại cái vị trí dây số 3 này nè, là bắt đầu có cái hiệu ứng ở ngoài chạy vô rồi. Đó, chúng ta sẽ thấy cái email 2.1 và email 2.2 vô đây xuống dưới đây. Rồi chúng ta tạm tắt cái email 2.2, chúng ta sử dụng cái email 2.1 trước. Ok,
Và cũng làm tương tự là chúng ta sẽ keo nó lại. Các bạn mở chi tiết ra, keo lại. Ok, cho vừa vặn bằng và cho nó chúng ta di chuyển nó tới cái vị trí bên ngoài để làm vị trí bắt đầu. Đấy. Và ngay tại cái thời điểm 3 giây này, tôi đặt cái keygen cho position. Đấy. Đấy, chúng ta di chuyển vô. Và tại thời điểm cái giây số 5 hoặc là giây số 6 này, bạn chú ý để xem kỹ coi nha. Chúng ta mất 3 giây cái hình trên đó, chúng ta mất 1 2 giây để di chuyển vào vào khoảng phân giữa như như vậy. Thì từ cái vị trí này 2 giây tức là giây số 5. Đấy, thì nó cũng phải di chuyển vào khoảng phân giữa. Do đó chúng ta sẽ di chuyển như thế này. Ok. Và tại cái thời điểm này, chúng ta áp một cái keyframe cho opacity. Đấy. Và từ giây số 2 tới giây số 3 là 1 giây, vậy là từ giây số 5 tới giây số 6 là đúng 1 giây. Là cái position này tiếp tục di chuyển vô trong. Đủ 100% tại vị trí phản như thế này. Ok. Và cái opacity bằng 100%. Ok. Tuy nhiên cái opacity tại cái thời điểm lúc này nhầm rồi. Sorry các bạn. Lúc này chúng ta đặt opacity về 0 là để cho cái ảnh gốc nó bị ảnh đi hoàn toàn. Đây, chúng ta có hiểu như thế này. Đấy, kiểu như vậy. Và tại cái thời điểm bắt đầu mờ dần này, chỗ này chúng ta bắt đầu làm việc với cái email 2. Khá là cắt gỗ nha, các bạn chú ý theo dõi nha. Thật ra cũng không có cắt gỗ gì mấy, chủ yếu là cái ý tưởng thôi. Chúng ta lại keo cái ảnh này lại cho nó vừa bằng cái ảnh khác. Và nó đẩy cái vị trí nó ra ngoài cho nó vừa bằng cái tấm ảnh này. Ok, chúng ta đặt một cái keygen chỗ này và cái opacity chỗ này là bằng 0. Đấy. Sau đó chúng ta kéo cái hình này vào trong đây. Đó, chúng ta di chuyển cái opacity này lên là 1 và cái vị trí của nó về sâu vô trong. Tôi đã xem kỹ về nó. Đúng rồi. Vừa bằng. Chúng ta có thể di chuyển cái này để xem. Đấy. Rồi. Thằng này nó mắc dây số 3 là nó hiển thị hoàn chỉnh và nó mắc 4 5 6 tức là cộng thêm 3 giây nữa để nó bắt đầu tới vị trí đó. Ok, tại đây chúng ta cộng thêm 3 giây nữa là 7 8 9. Ok. Tới giây thứ 9 á thì cái position này nó phải di chuyển qua tới bên đây. Và bắt đầu tại giây số 9 này á, đặt một cái key, chúng ta sẽ add một cái key game của Opacity lên. Key game này vẫn là 100%. Và như trên đây thì nó mất 1 giây để biến mất. 1 giây để biến mất tức là giây số 10. Kéo tới giây số 10. Và tại giây số 10 này chúng ta lại kéo position ra ngoài cái nữa. Và đồng thời kéo cái Opacity xuống còn không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem lại video tổng quan. Đấy. 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 Và chúng ta làm thêm một bộ nữa để nhìn cho nó lâu và đẹp một chút. Và mà chúng ta làm bộ sau thì căn cứ vào thời gian của bộ trước, cho nên tôi sẽ đóng cái bộ số 1 đi. Tôi giữ lại cái layer 3 và 4 thôi. Bây giờ tôi sẽ ấn cái bộ hình cuối cùng vô. Nó lộ email 3.1 và email 3.2.
Đây, em mới 3.1. Em mới 3.2. Tôi kéo thả nó xuống dưới. Rồi. Tôi tạm hoãn cái 3.2 đi, tôi sử dụng 3.1. Và đầu tiên là tôi mở rộng ra để scale nó lại. Các bạn chú ý là cái sự đối đầu ở cái sự cân bằng ở đây là cái thuộc tính của cái position này, nó thẳng hàng qua đây, nó tương ứng với bên đây luôn. Đây là những cái key game này, cái key frame này là thuộc cái position của thằng laser IMEI 2.2 BR này. Đấy. Cũng khá là dễ hiểu. Từ trên xuống dưới tất cả đều ngang hàng nhau. Ok, giờ tôi sẽ keo cái ảnh này xuống cho nó bằng cái như những cái ảnh lúc nãy, khoảng gần bằng thôi. Và chúng ta xem lại thời gian của trên. Okay, vậy là tại cái thời điểm cái hình hiển thị 100% thì cái hình kia xuất hiện. Do đó là tôi sẽ detect là tại thời điểm cái hình này xuất hiện 100%, tức là tại thời điểm này. Đây, tại thời điểm này thì cái hình cuối cùng sẽ xuất hiện. Và nó nằm ở vị trí bên ngoài. Do đó tôi sẽ chưa có SQL mà tôi kéo cái này ra ngoài trước. Thì nó nằm bên ngoài như thế này. Ok, và tại đây tôi đặt đánh một cái key game tại chỗ này đấy. Và thời gian xuất hiện của nó như ở đây nhìn thấy là từ đây bắt đầu xuất hiện chạy dưới đây là 2 giây. Ok, giờ tôi kéo tới giây số 8 và cái để cái position của thằng kia vô vừa đúng phần nửa như thế này. Okay. Và tại thời điểm này tôi add một cái opacity, sau đó 1 giây, tức là giây số 9. Đấy. Thì cái position này nó vào bên trong khá là hoàn chỉnh như thế này, nhưng mà cái opacity nó sẽ giảm xuống còn lại 0. Đấy. Và tại cái thời điểm này thì cái hình cuối cùng nó sẽ xuất hiện. Okay. Tôi sẽ keo lại. Đây. Tôi chỉnh position của nó cho nó đúng bằng vị trí của cái ảnh trên lúc mà nó mắc. Rồi. Ok, tại cái thời điểm này tôi up một cái key game cho position hoặc cái key game cho opacity, nhưng opacity lúc này là bằng 0. Tôi có sự nhầm tại thời điểm này mới đúng. Ok, và tới cái thời điểm mà kia nó mắc 100% rồi á. Đây tôi càng chỉnh lại position một chút. Rồi, cho nó bằng. Khi vào vào trong đây, bên kia mất đi rồi. Dàn này nó mới hiện lên 100%. Rồi, giờ đúng bằng.
sau đó nó cần cộng thêm 3 giây để di chuyển, tức là cộng 10, 11 và 12. Diễn và nó di chuyển và tới sát mình máy biên. Sorry các bạn, nãy giờ tôi chết rồi. Tôi chỉnh lộn cái Ultra Ball này rồi. Ok, chúng ta sẽ làm lại. Khi làm lại tôi phải xóa hết các cái key game mà đã tạo đây. Rồi, được chỉnh cái đầu keo của tấm hình này lại. Di chuyển cho bằng ở đây. Rồi, và tại đây tôi đặt key game cho position và key game cho obesity, và obesity là bằng 0. Sau đó vào trong đây. Okay. Bạn chú ý nha. Bạn ghi chuột kỹ vô chỗ này, nếu không bạn kéo nhầm cái Ultra Ball không à. Rồi, sau khi đã đạt tới chỗ này tôi sẽ tăng OCT lên 100% để em có kết quả như thế này đây. Và chúng ta mắc cộng 1, cộng 2, cộng 3, tức là tới giây số 12, 12, 13 tới giây số 12 thì cái ảnh sẽ di chuyển ra tới web bên đây. Và tại thời điểm này đặt một cái key game cho 100% cho City luôn. Sau đó nó mất 1 giây để biến mất. Chúng ta cứ tiếp tục kéo này ra ngoài và giảm City xuống. Ok, đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy lại toàn bộ video thử. Okay, nếu mà làm tốt hơn nữa, chúng ta sẽ làm thêm một cái việc nữa, một cái điểm kết, một cái điểm dừng cho tất cả. Đây. Tại cái thời điểm mà cái này ra ngoài như thế này, là giây thứ 13, là giây cuối cùng. Chúng ta sẽ làm việc là đặt cả ba cái tấm hình kết quả này, thay đổi nó lên một chút. Ok, opacity nó lên 100%. Tôi thấy làm tới đây là đủ ví dụ cho các bạn hiểu về animation rồi.
Và các bạn chú ý là animation đây áp dụng với tất cả các cái thuộc tính mà nó có cái biểu tượng đồng hồ ở đây. Và animation ở đây không có chỉ là một cái điểm đầu và một điểm cuối mà nó dạng gấp khúc, tức là các điểm nối với nhau như các bạn nhìn thấy ở đây. Ví dụ như ở đây là chỉ có một điểm đầu, cái laser một này trên này chỉ có một điểm đầu một điểm kết thúc không nói gì, nhưng mà cái laser thứ hai này như các bạn nhìn thấy này, đây là cái animation của hàng thuộc tính position, và nó bắt đầu từ chỗ này tới đây di chuyển vào vị trí này, và từ vị trí này di chuyển sang vị trí này, có nghĩa là mỗi một điểm như thế này gọi là một cái keyframe, và keyframe nó cứ nối tiếp nhau gấp khúc như thế này, chứ không phải chỉ có một điểm đầu và một điểm cuối. Cứ mỗi lần các bạn di chuyển tới một chỗ mới mà các bạn thay đổi vì cái dữ liệu này, nó sẽ tạo ra một cái keyframe mới kiểu như vậy. Và đây là toàn bộ các cái kết quả mà nãy giờ chúng ta đã thực hiện. Chúng ta sẽ to lên để xem cho dễ. Ok, tôi sẽ bấm đây để cho nó review lại. Chúng ta mất vài giây cuối không có làm gì cả. Ở đây tôi sẽ đây dây số 13 này, 12 chấm mấy này, tôi kiểm tra coi dây số 13, đúng rồi, khoảng 13 chấm mấy là hết. Đây tôi sẽ trim code to area luôn, rồi cho nó build thử. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem lại từ đầu tất cả mọi thứ. Đây, đây. Rồi, ok, như vậy là mọi thứ tạm ổn. Ở đây các bạn chú ý là chúng ta đang thao tác trên một cái nền trong suốt, là chưa có cái nền gì cả. Nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể một cái nền vô. Đây tôi giả dụ như là tôi sẽ chọn cái viewer này, tôi xem coi nó có trong cái video hay chưa. Đây viewer này, đây, tôi sẽ thảy cái video viewer đó xuống làm nền cuối bên dưới này. Cái đây là chúng ta có cái viewer như thế này, thay đổi ra kêu cái tí, và cái viewer đó nó không thay đổi theo thời gian nên là lúc nào nó cũng chạy vậy. Đây. Các bạn chú ý là khi các bạn thay đổi cái gì đó mà các bạn bấm bay để mà chạy lại á, nó sẽ giật 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 như vậy cho tới khi các bạn nhìn thấy cái thành màu xanh lá cây đây, mà nó full nguyên cái thanh cuộn của chúng ta, thì khi mà nó play lại á, nó sẽ chạy nhanh hơn và mượt hơn. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy, các bạn chờ một tí khi nó vừa đủ hết nó sẽ chạy lại một cách mượt hơn. Đây vừa đủ hết và bây giờ nó play lại và vô cùng mượt mà, và các bạn có thể xem rõ nhất những gì mà các bạn làm. Tuy nhiên trong cái chuyển động này hả, cho có một cái lưu ý là thông thường cái video là chuyển động nó sẽ bị thô cứng. Các bạn nhìn thấy nó chuyển, nó bị nhích 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 nhích, nhích từ từ cái kiểu gì đấy, nó nhích 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 và cái ảnh nó bị nói chung là chúng ta nhìn thấy nó cảm thấy nó không có smooth á, nó không có mượt. Thì ở đây chúng ta có cái phương pháp để làm cho mượt đi, được gọi là cái motion blur. Motion blur chỉ cần kích hoạt đơn giản là các bạn chọn những cái laser này mà có cái cần kích hoạt motion blur, các bạn clip lên đây, bạn nhìn thấy đây motion blur này, đấy bạn clip lên để mà cho nó chọn cái kích hoạt motion blur, và sau đó sau khi đã chọn sử dụng rồi, chúng ta phải ách bấm enable motion blur trên cái một lần nữa. Rồi như vậy là tất cả những cái laser mà chúng ta đã chọn đã được ách một cái hiệu ứng motion blur, và cái hiệu ứng này nó có tác dụng là nó làm cho chuyển động nó mượt hơn. Đấy. Để cho nó build một lần đi rồi chúng ta sẽ xem lại. Đây là cái kết quả cuối cùng, chuyển động sẽ mượt hơn. Với cái animation này tùy vào ý tưởng thiết kế mà các bạn có làm được rất 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 là nhiều việc khác nhau. Rồi chúc tất cả các bạn thực hành thành công. Các cái file hình ảnh này tôi sẽ upload bổ sung lên cái thư mục mà các bạn có thể tìm thấy cái link tải bên dưới cái phần mô tả của các cái video này. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì hãy share cái video này giúp cho thư viện lập trình. Tối thiểu cũng bấm like hoặc là bấm đăng ký theo dõi kênh nếu mà các bạn chưa có like và chưa có đăng ký theo dõi kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Tôi là Đặng Văn Lan và các bạn đang xem cái video này của thư viện lập trình.edu.vn.